Em, ok, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã nhấn vào video của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game có tên là Demon Black. Thì tựa game này đưa chúng ta vào vai một samurai chiến đấu lại những cái ác. Ok, bắt đầu nào. Thì mình có vừa tải game này thôi và mình có chơi một chút về phần tutorial của nó. Thấy cách chơi của nó khá đơn giản nhưng mà cũng đòi hỏi cho chúng ta cái gọi là phản xạ. Đây, bắt đầu. Đây là nhân vật samurai của ta. Chém. Đây rồi, quái đây nè. Thì cách chơi thì chúng ta chỉ còn vuốt. Chỉ còn vuốt kiếm. Chỉ còn vuốt theo màn hình là cái đường chém nó sẽ theo đường đó. Và nhấn nhấn vào màn hình để đỡ lại sát thương của quái. Đây, boss rồi. Wow. Holy. Isha. Isha. Đã. Từ trên xuống vuốt. Hạ sát đi. Ông đá liền. Dứt điểm. Ôi chưa được, chưa được, chưa được. Cha. Đỡ. Hạ sát đi. Thật. Ây. Chưa được chiêu. Mày chưa được chiêu. Ây á, thì bấm lộn đi bơm máu rồi. Đỡ. Ui. Cái thanh màu vàng đủ mình mới chém được. Ok. Mình phải đợi hồi thanh màu vàng mới được chém được hit. Nếu chém ngang chém dọc kiểu chém nhanh á thì chỉ mất nửa thanh thôi, còn chém kiểu như dùng sức ở trên xém chém xuống thì mất hết nguyên thanh lực. Tự nhiên tựa game này có hội hệ thống đồ điếc cái thứ kiếm kiếm cũng giáp dũng được gì đây, không cho biết được gì luôn. Ui giời con này Sha. Sha, hay hết. Chưa thấy gì. Và hết. Con này thì đó. Ui, đó không kịp. Ui. Hết lực. Lại hồ ly. Ôi trời. Sha. Đã. Ừ. Nếu chúng ta đã hợp lý thì chúng ta có thể phản được đòn nó. Từ dưới chém lên. Sha. Cú chém mạnh. À, từ dưới chém lên nè. Sha. Đã. Ôi không kịp. Ôi. Sha. Sha. Ok. Mình thích cái lối đọc thoại như vậy, nhìn vô cảm giác như là tranh sơn dầu hay là tranh vẽ gì đó chứ không phải tựa game nữa, nên mình quyết định tải tựa game này. À mà mình tải tựa game này thông qua file SPK nhé. Mình sẽ để đường cái đường link vô cái file đó ở dưới phần mô tả, để nếu các bạn thích thì có thể là tải game này. Ôi rồi nhường hai hit. Ây da, mình không kịp chém. Lại con này. Ui. Đỡ nè, đỡ nè, đỡ nè. Nhường nè, nhường nè, nhường nè. Ui, cảm ơn. Nhường. Dễ mạnh luôn ha. Easy. Ôi có một sao vậy, hình như mình chưa đi hết map phải. Ui lúc kia nhanh. Đỡ nè. Chết nè. Chết nè. Ui né được. Ha. Nhờ.
Nếu các bạn phản ứng nhanh thì các bạn phải quên cái này hoài ta. Ê vẫn không, ôi vẫn không trúng, trời ơi. Rồi, tiêu rồi, tiêu 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 rồi, hết máu rồi. Lại con hồ ly này nữa. Ôi truy đã biến rồi. Ôi trời, đã không kịp. Nhường 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 một kém nữa. Nhường 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 ui chào quá, chào quá, chào quá. Ôi rồi à. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời. Ôi lần đầu tiên mình thua luôn á. Nhờ đã, nhờ 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 hoàn hảo, hoàn hảo. Cái này là mình tốn máu quá, mình không kịp phản ứng luôn á. Ý có đúng, có đúng, đúng đưa một cái đây rồi, chắc phụ đề đây rồi, lại giết tao không. Câu ta, câu ta liền, câu ta liền, câu ta liền, hoàn hảo chưa. Ui rồi không được chết, thằng nó lại quỷ này có trò biến này khó chịu nha, nghe này cũng hát co phết á, là co phết đấy. Lúc kim nhanh, ôi rồi vẫn không, không kịp phản nó. Nhường 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 chết chưa, chết chưa. Easy. Ba sao liền. Đây là các bạn ơi, mình sẽ mở hộp cái ra được trang bị ngon. Ra được gì đây? Đây con cái thanh kiếm khỏe khỏe nha. Kiếm, 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 kiếm. Ui. Đôi ghê, đôi dớ. Ui, cái nũ được, cũng được. Ui. Sao hai cái giống nhau vậy? Eo. Thôi cũng được. Được cái mũ thay cho cái này cũng được. Ui, đẹp trai phết. Mày xịn sò hơn. Rồi ngon. Mình chưa được thanh kiếm thôi. Để thử còn cái gì mở nữa không. Đây rồi. Cho con thanh kiếm đi. Thanh kiếm xịn xịn xíu. Ui, trắng bóc luôn. Ui. Lao mới lao. Lao được cái nón xịn. Xịn sò, xịn sò. Có gì mở được cái kiếm xịn xịn chép cho nó đã. Tao đang bực mình đấy, được một cái mũ đẹp trai không được thanh kiếm. Chán rồi, chán rồi, mày chán với tao. Ui thôi, ui 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 ui, chém trúng mà cũng bị nổ trúng. Ui, từ gì đây? Nhờ, ui trời, đỡ được rồi. Câu tơ liền, câu tơ liền. Đỡ, ui rồi, chậm ơi. Ui rồi, được, được, được. Ui rồi. Nè 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 nè. U không được, được, được. Không được. Để phá giáp nó đã. Ơi không được, 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 không kịp. Phải canh chuẩn nhưng mới bơ phẹt được. Bơ phẹt. Chứ không thấy nữa. Sa. Ủa chị chết. Ủa chết, 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 chết. Máu, máu, máu. Ê, trời, trời. Chết rồi má, làm uống máu tốn ghê luôn.
Ồ, được 3 sao, được rồi. Đây con mới, con mới, con mới hả? Này nhờ. Ôi trời, ôi con này. Ui né. Ôi trời né. Nhường. Tập phải mới được, canh phải mới được. Cái quỷ này làm tốn máu quá, mình chém trúng rồi. Ui mình không chém nó cũng nổ, mà mình chém nó cũng nổ, kiểu gì cũng mất máu. Quay căng rồi, căng rồi, căng rồi, bó rồi, bó túi rồi, bó túi rồi. Có hoàng to thế. Quay quay khó 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 rồi. Okay, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Trả thù, trả thù, trả thù. Quỷ này khó chịu với mày nha, khó chịu với mày rồi nha, khó chịu. Ui né. Ui rồi bắn đi mày, bắn đi mày. Nhờ 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 một hit nữa, một hit nữa. Nhờ. Ôi ôi trời, này rồi, có cắn nó kịp đấy. Nhờ một hit nữa, một hit nữa chém pha hãy ghi nó, hãy ghi chịu chết, chịu chết. Ui sir. Được món gì xịn 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 ha. Nhưng mình được cái hổ vai xịn xịn. Đây rồi, hổ vai. Ê, gì remove vậy? Em quyết này vô. Ồ, hình như được cái nón vàng nè. Ui, em check. Ngon 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 ngon, vừa đẹp và vừa ngon nữa. Và ok, mình sẽ nhắc lại tựa game này có tên là Demon Black. Nếu các bạn muốn chơi tựa game này thì hãy nhấn dưới phần mô tả của mình sẽ để link dưới đó nhé. Còn bây giờ, bye bye.